Rồi đẩy tiếp không? Sam đẩy tiếp đi. Quẹo lại. Quẹo lại là đẩy Bill nha. Không có Bill. Đây. Rồi xúc cát. Rồi xúc cát đi. Rồi sao vậy? Cái ai đời bạn trai ngồi cho con gái đẩy không trời. Rồi xúc cát xong rồi. Đi tiếp. Rồi giờ Bill đứng lại đẩy Sam đi. Sam đẩy Bill rồi. Giờ xuống nha, giờ xuống cho Sam ngồi. Bill giờ xuống tới Sam ngồi. Trời ơi. Mày luôn cái xe đó rồi. Trời ơi nó chỉ nhỏ lấy xe đạp kìa. Rồi hai đứa ngồi chung. Bên nọ cùng nhỏ đó con ngồi. Hỏi bảo nhiệt tình chứ. Ây dù. Về vậy.